À, mình đang ở trong đại lý của Honda các bạn. Giờ quay cho các bạn xem vài mẫu xe thì đang có ở Honda. CB 150. Hôm nay thì Honda ở chỗ mình mua xe người ta đã bán hết chiếc CB 300 rồi, không thấy trưng bày nữa. Mình tới Honda để đặt thêm một số lọc nhớt cho chiếc CB 300. Ở mình lấy lọc nhớt cái đợt hồi rồi quay cho các bạn xem là bữa nay đã bán hết rồi. Bữa nay đặt lô tiếp theo. Tầm khoảng từ 1 cho tới 2 tuần nữa là mình sẽ có lọc CB 300 các bạn. Bạn nào mà hay nhớ cái CB 300 cần lọc với lại ron máy thì liên hệ mình. Giá thì mình chỉ lấy hơn giá của hãng 10.000 thôi, coi như là tiền xăng mình chạy từ ở trong nhà mình ra tới đây cũng 40-50 cây số. Với lại thêm tiền uống nước nữa thôi ha các bạn, chứ cũng không có lời lỗ bao nhiêu hết. Chủ yếu là chỗ mình nó đặt hàng rất là lẹ. Có nhiều bạn đặt ở những cái điểm khác, những cái Honda hết khác thì tới 2 tháng mà vẫn không có lọc luôn các bạn. Nhiều bạn nhắn tin cho mình nói ủa sao mà anh Tức đặt nhanh quá, còn em đặt cái gì mà tới 2-3 tháng hẹn mà không có lọc nhớt luôn đó. Cho nên là nếu mà bạn nào mà cần thì cứ liên hệ mình. Mình đặt lọc nhớt Honda chính hãng luôn, cho nên là các bạn yên tâm mua về sử dụng, không có sợ lọc nhớt giả. Trên thị trường thì cũng có bán nhưng mà nhìn cái chất lượng gia công hàng nó hơi tèo, không biết là hè lọc nó có chất lượng hay không. Bữa nay thì mình sử dụng xe CB 500 FD hả các bạn. Chính xác cái tên của nó là CB 500 FA. Nhưng mà trên thường thường người ta hay gọi là CB 500F. Không biết là đời trước người ta có kêu là FA hay không. FA là tại sao ta chưa có bộ người ta gọi là FA thì phải. Đi ra ngoài đường thấy mấy chị vác vali mà đẹp đẹp bước xuống xe rồi từ sân bay tới là lo né hết, không dám chạy gần luôn các bạn. Thật sự mà mua cái con CB 500F tới bây giờ mình trải nghiệm các bạn thì mình thấy cảm giác rất là thích. Chạy thì tiếng máy thì cũng lực nè, rồi bô thì nghe cũng vừa vừa, nó không có quá lớn. Để có thêm cái bầu tổ ong zin nữa, chạy xe cảm giác nó rất là ok. Không phải giống như là những cái xe khác mà ví dụ như mình thay cổ full rồi á, thì âm thanh ra rất là lớn. Còn cái chiếc CB 500F này thay thì nó vừa vừa. Nói chung là mình đi cảm giác là rất là lịch sự, không có sợ công an nè, cũng như là mình đi thoải mái. Người đi đường người ta nghe cái tiếng vô ta biết xe phân khối lớn chạy tới chứ cũng không, người ta cũng không ghét, ta không chửi. Đảm bảo nó vừa đủ rồi các bạn. Tới khi mà mình ngừng đèn xanh đèn đỏ thì mình tắt cái nút tắt động cơ xuống để cho xe nó êm tí xíu. Ủa không ai ý kiến, không ai nói gì hết. Đi đường thì người ta dòm, người ta cảm thấy xe mình nó đẹp. Thì có nhiều người ta hỏi xe gì, mua bao nhiêu tiền. Nói chung dáng xe này thì nhìn nó rất là đã các bạn. Chạy cảm giác nó thoải mái lắm. Có nhiều bạn hỏi mình là cái ghi đông là nó thấp, có cần phải nâng lên cao để chạy cho nó thoải mái hay không. Thì xe mà nâng ghi đông lên quá cao các bạn, giống như là những cái dòng touring đó, thì cái tốc độ nó không có cao. Trừ những cái dòng mà touring mà ví dụ như GS1200 hay gì đó, thì các bạn biết công suất máy nó lớn nè, người ta thiết kế xe thì tức có nhiều công nghệ. Chạy tốc độ thì trên 150-160 vẫn ok. Nhưng mà những cái dòng giống như là CB500X
là cái dòng touring của cái dòng 500F này các bạn, thì tốc độ chạy lên nó theo như là một vài bạn mà chạy xe đó chia sẻ thì chạy lên tầm khoảng 120, 130 đó là nghe cảm giác cái đầu xe nó hơi lắc lắc rất là ghê. Cho nên đó là cái vấn đề mà làm cho cái cổ này nó cao lên đối với chiếc 500F này mình thấy là không cần thiết ha. Tại vì mình nhìn thấy cái cổ xe, cái ghi đông này nó đông quá cao rồi. Điều khiển như vậy là nó đã rất là linh hoạt cũng như là không có chồm nhiều. Dán nét mà các bạn nó đâu có chồm nhiều đâu mà các bạn sợ mỗi lưng, mỗi tay rồi đúng không? Chạy thoải mái cực kỳ luôn. Xăng thì mình đang đo được là tầm khoảng từ 29 cho tới 30 cây số một lít xăng á. Mình đã hai bô thôi các bạn. Sắp tới đây là ngày chủ nhật á, thì mình sẽ đi một cái tour gọi là chạy xe là chính, 90% chạy xe cũng như là không có tấp vô quán xá hay là khu du lịch hay là chỗ đông người. Mình sẽ đi một cái tour ở trong một cái đoạn đường tà đèo rồi nó vắng vẻ. Đại khái là mình đi để tránh xa cái bụi đường gọi là sao ta, hồng trần đó các bạn, tránh xa hồng trần, đi cho nó thư giãn thoải mái, trải nghiệm xe rồi ngắm cảnh đó, không có tiếp xúc tới những cái khu mà vui chơi du lịch để tránh bệnh dịch đồ này nọ. Đáng lẽ là mình dự tính đi Cần Giờ các bạn, nhưng mà mình thấy thôi không đi Cần Giờ nữa, mình sẽ đi một cái tour khác. Thì cái tour này có thể là trải nghiệm được đường trường nè, rồi đường đèo đó, rồi đường xấu. Tiết lộ với các bạn một tí xíu là nó sẽ đi ngang qua quốc lộ 14 nhưng mà cũng không nhiều đâu, ít thôi, cái đoạn Bình Phước á. Hiện tại thì mình đang đội cái nón AGV-K6 thôi các bạn, và đeo cái tai nghe intercom không dây. Thì với cái nón AGV-K6 này thì hôm bữa mình có review với các bạn cái lúc mà mình đập hùng á, thì cái tầm nhìn nó rất là tốt. Tuy nhiên đó là sau cái quá trình mà mình sử dụng cái nón này á, thì mình có chia sẻ một tí xíu cho các bạn á, là bởi vì cái tầm nhìn á, nó rộng, ở cái phần trên này nó không có bị vướng tầm mắt các bạn. Nhưng mà khi mà mình đi nắng nó rọi ngược chiều á, nắng từ mặt trời nó rọi hẳn vô mặt mình á, thì chiếu hẳn vô trong mắt luôn, rất là khó chịu khi mà mình chạy xe. Còn đối với là những cái dòng nón mà hiện tại trên thị trường các bạn, thì cái tầm nhìn của mình nó sẽ bị vướng vướng cái phần máy trên nè. Nhưng mà khi mà mình đi mà trời nắng ngược chiều á, thì nó sẽ che được một phần ánh nắng, nó sẽ đỡ chói mắt mình hơn so với là cái AVK6. Đó là cái điểm trừ. Còn cái điểm cộng của nó thì như mình có chia sẻ với các bạn là nó cực kỳ nhẹ luôn, chỉ có 1,2 kg thôi. Khi mà các bạn gắn tai nghe này cũng như là gắn cái máy quay ở phía trước nè, thì nó không có làm cho cái đầu mình nó khó chịu, nó không có quá nặng. Thậm chí khi mà các bạn gắn cam này rồi gắn tai nghe lên đó, thì cái nón này nó chỉ y như là một cái nón AGV-K1 lúc mà chưa có gắn phụ kiện. Nếu như mà K1 á, mà các bạn gắn phụ kiện lên thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Cái K6 này nó được làm bằng carbon các bạn, tuy nhiên là họ sơn màu chứ không có để một cái phần carbon. Nếu mà để bằng carbon thì cái nón này rất là đẹp. Giá của cái K6 này trên thị trường là đang là 12 triệu thôi các bạn. Đó. Nó chỉ có một kiến thôi cho nên là mình không có kiến đen sử dụng. Mà khi mà mình đi buổi trưa á, nắng mà nó rọi vô trong mặt mình sử dụng kiến đen á các bạn. Đỡ chói thì đỡ chói thiệt, nhưng mà khi mà các bạn chạy á, sẽ cảm giác là nó rất là buồn ngủ, trước là cái đoạn tầm khoảng 1 giờ cho tới 2 giờ trưa cực kỳ buồn ngủ luôn. Về cái phần mà mút ở bên trong nó các bạn, thì nó rất là ôm, nó ôm sát cái đầu luôn. Mình chọn đúng cái size của cái nón á, thì khi mà mình đội á, các bạn nhìn thấy không nè, nó không có bị lắc. Khi mà mình lắc cái nón này nó không có bị lắc. Nhưng mà có một cái điểm mà mình đánh giá rất là chính xác về cái mẫu nón này, tức là ở phía sau nè các bạn nhìn thấy nè, nó không có đuôi gió, cho nên nó là mình chạy tốc độ cao tầm khoảng từ 160 là mình cảm giác là cái nón nó hơi lắc rồi đó. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà chạy tầm khoảng 160 đổ lại, tức là mình chạy tầm khoảng 140 thôi, 140, 120 hoặc là 100, thì cái nón cực kỳ ok luôn các bạn. Các bạn có thể là nhìn rất là rõ. Và nếu như mà các bạn chạy dưới 100, tức là các bạn chạy từ khoảng 60 cho đổ 60, 90, 80 đó, thì cái tầm nhìn của các bạn nó cực kỳ ok luôn. Mình sẽ tả cho các bạn xem cái tầm nhìn, nghĩa là nếu như mà các bạn không đội nó, các bạn nhìn cái cảnh ở ngoài như thế nào, thì khi mà các bạn đội cái nón K6 này vào á, các bạn nhìn ở ngoài á, nó y chang như vậy luôn. Cái góc bên đây nè, thường thường mình đội nón full face á, thì cái góc mắt của mình là khi mình quay qua như thế này nè, quay qua vậy nè các bạn,
thì con mắt mình nè, nó sẽ bị hạn chế ở cái phía đằng sau. Khi mình muốn qua đường á, thường á mình đội full face á, mình sẽ bị hạn chế cái góc nhìn. Nhưng mà cái nón này nè, các bạn quay ra thế này thì cái góc nhìn mình nè, vẫn nhìn thấy ở phía sau luôn. Đó là một cái điểm rất là khủng khiếp ở cái nón này. Rồi khi mà các bạn chạy xe á, nhìn tới phía trước như vậy nè, nó không có bị vướng, nó không bị vướng cái gì này lên này. Con mắt của các bạn á, phóng hết tầm nhìn ra ở phía trước luôn. Dễ lên giống như là mình sụp cái kiến xuống nè. Mình cảm giác giống như là mình, cái mắt của mình nó nhìn không có đội nón vậy đó. Đó, cái kiến này nè, nó sẽ bảo vệ cho cái mắt mình không bị bụi, không bị đá nó văng vào, không bị côn trùng nó bay vào. Nhìn cảnh vật cực kỳ ok luôn các bạn. Cho nên nó là một cái thiết kế cho cái tầm nhìn tốt, nhưng mà nó lại bị hạn chế cho cái vấn đề là khi mà đi ngược chiều ở nắng nó sẽ bị chói mắt. Cho nên gọi là được cái này mà mất cái kia. Đó, khi mà các bạn mà muốn đi gọi là ngắm cảnh, đi tour gọi là chạy xe bình thường, không có chạy bạo lực, không chạy tốc độ cao, không có đi sport, thì cái nón AVK6 này nè cực kỳ là đáng mua luôn. Đó, nếu như mà các bạn không có sợ bị chói nắng thì có thể là đeo một cái kiến bên trong cũng được, tại vì cái nón này nó có hỗ trợ cho mình đeo kiến luôn. Thì đây là một vài cái chia sẻ của mình khi sử dụng cái nón AVK6, đi cũng hổm rày cũng nhiều rồi các bạn. Sắp tới đây ngày chủ nhật đây thì mình sẽ đi một cái tour không biết là bao nhiêu cây số, tại vì cái cung đường này á thì mình chỉ mới đi được có nửa cung thôi, còn nửa cung bên kia mình chưa có đi lần nào. Các bạn thấy ở Củ Chi cảnh đồ cũng khá là ok ha. Chiều chiều nếu như mà buồn quá gọi là đi làm về cảm thấy mệt đó các bạn, thì đi ngang qua mấy cái đoạn mà cánh đồng là chạy chậm chậm á, là nghe nó hư thả đi rất là nhiều. Không phải giống như ở Sài Gòn đi làm về mệt mà đi ra kẹt xe nữa thì cảm giác giống như là cảm xúc mình nó hơi bị khó chịu luôn á. Đây bạn thấy đẹp ghê chưa. Hiện tại thì dịch bệnh nó cũng đang có diễn biến khá phức tạp đó các bạn. Cho nên là bây giờ mình đi chơi thì hầu như là hàng quán nào người ta cũng đóng cửa hết rồi. Ai ta cũng sợ bị bệnh dịch rồi lây bệnh được. Cho nên hầu như là quán xá người ta không có tiếp khách. Một vài người bạn của mình thì đi Cà Mau, mới vừa đi Cà Mau về, thì từ ở trên Củ Chi các bạn mà đi xuống dưới Cà Mau á, không có một cái quán nào tiếp luôn. Người ta nhìn thấy bảng số Sài Gòn xuống là người ta không tiếp. Thật sự luôn đó các bạn. Cho nên là hôm bữa là mấy người bạn của mình đi tour là hầu như nhịn đói từ đây đi xuống tới dưới luôn. Thấy cũng tội các bạn. Nhưng mà người ta nói cho mình nghe là giống như là mình có thêm một cái bài học. Tại vì sắp tới đây là mình đi chủ nhật nè, mình đi một cái tour rồi ngắm cảnh. Thì tất nhiên là đi thì cũng phải có ăn uống rồi, chứ còn không lẽ là đi khơi khơi nhịn đói cả ngày đúng không các bạn. Sức đầu đi cho nổi. Trong cái thời điểm hiện tại á, là nắng nóng rất là khó chịu. Thì mình dự tính trước là mình sẽ đem theo đồ ăn nè, rồi nước uống luôn. Nói chung là mình sẽ không có qua ghé một cái quán xá nào hết á. Ăn sáng thì mình cũng ăn đem đồ theo ăn rồi. Rồi trưa mình ăn trưa. Chiều thì mình chạy tàn tàn về tới nhà. Tối chủ nhật thì mình sẽ làm clip và up lên cho các bạn xem cái cung đường đó ha. Coi thử coi là nó ok không. Nếu mà ok thì sau này các bạn có thể là đi chơi ngắm cảnh cho nó thoải mái. Việt Nam của mình thì còn rất là nhiều đường, miền Nam của mình cũng còn nhiều đường lắm. Tại vì các bạn không có đi đường mới mà các bạn cứ đi đường cũ, ví dụ như là Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết, Mũi Né, thì đó là những cái điểm mà chính rồi. Nhưng mà có những cái điểm mà còn quan sơ nè, đường tùm lum hết, cảnh đẹp lắm mà các bạn chưa khám phá ra hết. Thì mình hy vọng là bạn nào mà coi clip của mình thì sẽ có thêm một vài kinh nghiệm, vài địa điểm đẹp, vui chơi thú vị để cho các bạn xem. Cái mùa dịch này nếu như mà bạn nào mà không có làm được công ty cho nghỉ thì ở nhà coi clip mình ha, cũng đỡ buồn. Sẵn thì mình đi tour thì mình cũng test luôn cái chiếc CB300 này, thử coi là đi tour nó ổn hay không. Thứ nhất là test về máy xe nè, thì chắc chắn là một cái động cơ của xe mới thì không biết được là nó có bị trục trặc hay gì hay không.
mà 1.000 chiếc sản xuất ra thì thế nào nó cũng phải bị một chiếc bị lỗi, ví dụ vậy, mà lỡ xui xui dính xe mình đúng không? Mình mà không chạy nhiều, không chạy kỹ, tới chừng mà mình đi những cái tour dài ngày, đi những cái tour mà xa đó mà nó hư thì rất là phiền phức. Rồi khi mà mình gắn đồ lên, ví dụ như là đèn xá nè, rồi ba ga, không biết là đi chạy đường dằn sóc rung nhiều rồi nó có bị lỏng, có bị gãy vuông ốc đồ gì này kia hay không. Đó là những cái thứ mà mình cần phải chuẩn bị khi mà mình sắm một cái chiếc xe mới, chứ không phải là chỉ có test cái xe không đâu các bạn. Còn nếu như mà xe mình mà nó ok hết rồi thì đồ mình ok hết thì khỏe lắm, sau này mà cần đi thì chỉ việc lấy xe lên mà đi thôi. Tại vì khi mà gắn đồ lên các bạn thì chưa có chạy thử thì rất chắc chắn là nó sẽ ok. Mình đâu có biết là nó có bị lỏng ốc hay là bị bung hay gì không. Khi mà mình đi đường xấu thì lúc đó nó mới lòi mình ra tùm lum hết. Đó, cho nên là tốt nhất là nên chuẩn bị trước là ok nhất. Xe thì tại vì xe này nó không có đèn nè các bạn, cho nên là cái đèn zin nó rất là tối. Phải gắn thêm cái đèn trợ sáng cho thật sự ra mình không có thích gắn đèn chút xíu nào hết. Mùa này nếu đi muốn đi du lịch đó các bạn thì chỉ chạy xe đồ như vậy thôi. Mình nghĩ là chạy ngoài đường như vậy sẽ không có bị lây bệnh gì hết đâu. Khi mà vô đổ xăng thì mình vẫn đội cái kính phun phay đồ, nói chung là kính đáo hết. Theo các bạn thì chạy xe như vậy thì có lây bệnh được hay không? Comment ở phía dưới cho mình biết ha. Coi thử coi là cái suy nghĩ của các bạn như thế nào. Tại vì theo mình á, nếu như mà tiếp xúc giữa người này với người kia khoảng cách là dưới 2 mét, với lại là ở khu đông người á thì nó dễ bị lây bệnh. Còn nếu như mà đi tour mà chạy xe ngoài đường thế này, tức là một ngày á các bạn chỉ chạy từ điểm này tới điểm kia xong rồi đi về, thì mình nghĩ là chắc là sẽ không có bị gì đâu. Ngày chủ nhật á thì mình sẽ đổ xăng, bây giờ mình sẽ chạy tới cây xăng luôn nè, mình đổ đầy bình. Bữa nay là thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy kia là chủ nhật, thì mình sẽ thử là chạy một bình xăng này đi một tour, không biết là 500 cây hay là nhiều hơn 500 cây. Nếu mà nhiều hơn 500 cây thì mình nghĩ là cơ nguy cơ giác bộ thì rất là cao. Còn nếu như mà dưới 500 cây số thì một bình xăng này có thể là vừa đi vừa về luôn. Mình hy vọng là cái tour lần này của mình đó là chỉ sử dụng một bình xăng thôi. Mình cũng sẽ thử thách bản thân lần này thử coi là đi với một bình xăng có thể là đi tour trong một ngày được 500 cây số hay không thôi các bạn. Giống như là chiếc CB300 thì mình cũng đã thử rồi đó, là từ ở dưới Rạch Giá Kiên Giang mà mình chạy về tới Củ Chi luôn là một bình xăng 10 lít rưỡi đó các bạn. Bình xăng của chiếc CB500 này nó tới được 17,5 lít lần. Nếu mà theo mình chạy hổm rài mình tính xăng là 29 cây số một lít thì có thể là chạy được ngoài 500 cây số mới hết bình xăng này. Hy vọng là trong cái tour chủ nhật tuần này mình sẽ không giác bộ thôi các bạn. Đầy bình chứ. Trăm năm lít chín nè các bạn. Sáng rẻ rồi, 16.900. Nay xăng rẻ thì đi chạy xe mô tô đồ thoải mái mà. 16.900 đồng là xăng 95 tiêu chuẩn 4. Còn nếu mà xăng 95 tiêu chuẩn 3 thì rẻ hơn vài trăm nữa. 5,9 lít hai các bạn. Rồi ok, 5,9 lít. Mình chạy được 169 chia cho 5,9 lít. Được 28,6 cây số một lít xăng các bạn thấy không? Là vừa có chạy hỗn hợp là vừa có chạy đường thành phố nè, rồi chạy tốc độ cao cũng có, thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 28,5 cho tới 29 cây một lít. Nếu như mình được chạy đường trường không các bạn thì mình nghĩ nó cũng sẽ giọt giọt lên được khoảng 29,5 hoặc là 30 luôn á.
mức tiêu hao nhiên liệu vậy thì rất là ok rồi. Mình sẽ lấy cái số đi được nè, lúc mà mình đổ đầy bình xăng các bạn reset cho chip A về không, nghĩa là mình khi mình chạy xong tới tới một cái số nào đó ngoài trăm chẳng hạn đi, thì các bạn sẽ lấy cái số này chia cho cái số mà cái lít mình đổ mình mới vừa đổ đầy á, thì nó sẽ ra cái km mình đi trên một lít xăng là đi được bao nhiêu cái km ha. Nè, giờ mình sẽ reset về không nè các bạn. Đó. Reset về không ha. À, chip B. Chip B thì tới bữa đi á, thì mình sẽ reset ở nhà để coi coi là cái hành trình của mình sẽ đi bao nhiêu cây số, còn chip A thì mình sẽ reset từ lúc mà mình đổ xăng. Cái báo trên cái đồng hồ của bạn là lúc mà các bạn chạy xe nó báo là bao nhiêu cây số một lít á, thì thường thường nó hơi ảo một tí xíu, tại vì cứ khoảng 20 giây á, nó sẽ update một lần đó. Mà nó update ví dụ như dựa vào cái thời điểm mà các bạn lên ga, nó không có được chính xác, nó không có cập nhật liên tục đó. Khi mà mình muốn coi được cái cây số chính xác của xe mình đi được bao nhiêu cây số một lít á, thì làm cái cách y như của mình đó các bạn, thì các bạn sẽ biết được là xe mình đi bao nhiêu cây số một lít xăng nó đúng hơn so với là mình nhìn trên đồng hồ. Nhìn trên đồng hồ thì tầm khoảng 38 rồi 40 rồi 45, 50 tùm lum mới bạn, nhìn nó không có được chính xác cho lắm, giống như là nó đang làm cho mình cảm giác là xe này chạy ít hao xăng này ngon nè, nhưng mà thật sự khi mà mình chia ra là nó sẽ khác đó. Bạn thấy không, bây giờ nó hiện là mình đang chạy là 34 km một giờ đi số 2, nó hiện là 40,1 cây số một lít xăng đó, khủng khiếp không các bạn. Nếu mà được 40 cây số 1 lít đó, thì cái chiếc xe này đi nó còn ngon hơn cái mấy chiếc mà 150 nữa. Mấy chiếc 150 bô xăng lửa đi tầm khoảng 38-40 cây số 1 lít. Còn mấy cái chiếc xe mà như là Winner đồ á, Accenter đồ thì đi cũng cỡ 48-50. Có chiếc nào mà đi đường trường mà bảo dưỡng rồi hay nhớt rồi ok á, thì chạy cũng ở được 52-53 cái số lít xăng. Nhưng mà hiếm lắm, hiếm có xe nào mà đi được tầm đó lắm, có tầm khoảng từ 48-50-52 là dữ rồi. Đó, giờ nó báo xuống còn 39,1 cái số lít kìa bạn thấy không. Nói chung là này nó báo nó ảo lắm, không có chính xác được. Cái chiếc CB300 của mình á, thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó là từ 30-35 cái số một lít xăng. Còn cái chiếc này á, nó sẽ rơi vào khoảng là từ 27-30 cây số một lít xăng. Nói chung là 500 phân khối hai máy mà cái lượng tiêu hao nhiên liệu như vậy thì mình thấy cũng rất là ổn rồi. Thậm chí mà ra Yamaha R3 hoặc là MT03 đó, mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng rơi vào khoảng từ 23-27 cây số một lít xăng. Các bạn thấy không, rất là hao luôn. Xe 300 phân khối mà cái lượng tiêu hao nhiên liệu của nó lại hao hơn con 500 này. Các bạn mà nghe mình nhắc tới quốc lộ 14 thì chắc là ai nghe thấy cũng quải hết, tại vì đi cái đoạn đường đó là công an bắn tốc độ là như rừng luôn đó các bạn. Cứ đi khoảng gần chục cây là thấy có chốt công an rồi, chục cây là có chốt công an. Nghe có vẻ đáng sợ lắm, nhưng mà thật sự nếu như mà mình chạy chiếc CB300 này, chiếc CB500 này các bạn, mình đi tầm khoảng là số 3, mình chạy tầm khoảng 40-50, mình nói thiệt các bạn luôn, chắc công an bắt thoải mái luôn. Đó các bạn thấy không, nãy giờ mình chạy nè, rất là dễ chịu luôn, đi số 2 luôn các bạn, chạy 30 luôn đó, rất là thoải mái. Nếu mà thật sự mà mình muốn mà đi dạng như là ngắm cảnh á, đi mà không sợ công an bắt á, thì mình cứ chạy tàn tàn như vậy chơi thôi các bạn. Đối với những cái xe khác mà khi mà các bạn mà chạy tàn tàn như thế này nè, là cái xe của mình nó rất là giật đó, nó giật rồi nó cẩn thận chạy không có được, cảm giác là cực kỳ là bực mình luôn. Với lại là cái xe nó rất là nóng, xe phân khối lớn mà các bạn. Nhưng mà với cái em mà CB500F này các bạn, chạy chậm các bạn thấy không, nãy giờ mình quay với các bạn mình chạy có số 2 không à, cực kỳ là thoải mái và dễ chịu luôn. Buổi chiều á, tối mình hay chở vợ với lại em bé đi chơi á, thì em bé này đứng được rồi, thì em bé đứng sau nè, mình để số 1 mình chạy các bạn, mình để số 1 mình chạy mấy cây số luôn, chạy bình thường, tại vì chạy nhanh quá em bé chịu đâu nổi đâu, bụi mà, với lại chạy nhanh quá gió, cho nên là mình đi số 1 mà mình chạy đầm á, xe cực kỳ là êm luôn, không có bị giật, không có bị gì hết. Đó, cho nên nếu như mà mấy ông mà công an á, mà bắn tốc độ chiếc này mình nghĩ là chắc là hơi bị khó luôn á. Tại vì nếu như mà mình chạy tốc độ mà thoải mái á, cứ rơi khoảng từ 50-60 thôi,
Nếu như mà mình đảm bảo mình muốn chắc ăn hơn á, có những cái đoạn mà vô khu dân cư mình quên để ý á các bạn, thì chỉ được chạy có 50 thôi, mình chạy 60 vô là dính kẹo liền. Đấy, thì mình cứ duy trì tốc độ là khoảng số 3, số 4 mình chạy đúng 50 thôi, 40, 50 là thôi. Mấy ông bắt bằng cái gì tôi cũng không biết luôn, bó tay luôn á các bạn. Cho nên là đi chiếc này á, ngoài cái vấn đề mà thoải mái cho cái người chạy ra đó, thì mình còn đỡ phải lo cái vấn đề công an phạt này kia lắm. Tại vì với một cái chiếc xe mà như chiếc Winner chẳng hạn đi, mà chạy mà hơi chút ga các bạn là nó thể vượt qua là 60, 65, 70 rồi đó. Nhưng mà chiếc này nè các bạn thấy không, nãy giờ là ga mình nó cứ đầm đầm đến khoảng 30 thôi. Tay ga thì cũng không có nặng lắm các bạn, mặc dù là nó 2 giây nhưng nó không có nặng lắm. Con nó thì cực kỳ nhẹ luôn. Bạn nào mà tiếp xúc với con của CB500F này, mình phải nói thật sự luôn là trên thị trường bây giờ nó không có cái dòng xe nào đâu mà cái con này nó nhẹ như cái chiếc 500F đâu các bạn. Ngoại trừ những cái xe mà con dầu thì nó nhẹ, mà cái xe con dây này nó nhẹ còn phải nói là 90 với con dầu luôn đó các bạn, cực kỳ nhẹ luôn. Cái này là nói không phải ảo đâu nha, bạn nào mà gặp mình muốn bóp thử cho bóp thử luôn đó. Mà coi nếu mà mình nói xạo cái chửi hẳn rồi, thằng này mày review xạo lờ này các kiểu. Mình là review không có hề xạo đâu các bạn, cũng không phải là mình khen xe mình nó ngon xịn đâu, mình đi rất là nhiều dòng xe rồi, thậm chí nó còn nhẹ hơn mấy cái dòng 150 nữa các bạn. Nếu như mà các bạn mà ở xa mình quá mà bạn bè nào có xe thì cứ thử qua bóp con thử đi, hoặc là ở gần cái showroom Honda ở dưới Sài Gòn các bạn qua xài bóp thử cái con này thử coi mình nói đúng không ha. Bóp con xong rồi các bạn muốn mua xe luôn chứ các bạn khỏi cần chạy luôn á, cực kỳ phơi luôn, phải nói là rất là tuyệt vời. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng khá là phù hợp, nhớt thì tương đối là nhiều cũng không nhiều lắm, là khoảng 2,5 lít tới 2,7 lít các bạn, với là cái lọc thì một lần mà hai nhớt trung bình nó rơi khoảng 1 triệu đổ lại. Nếu mà nhớt xịn xịn hơn thì nó tầm khoảng 1,1-1,2 triệu cũng ổn thôi các bạn. Thì một lần nhớt thì có thể là chạy tùy theo cái nhớt là có thể là đi được tầm khoảng 2,5 ngàn tới 3 ngàn cây. Hoặc là nếu mà mình đi tour thì mình xài Fuscolin có thể là được khoảng 3.000, 4.000 hoặc 5.000 cây mình thay cũng được. Nhưng mà ở nhà mà chạy thường thường á, thì tầm khoảng 3.000, 3.500 cây thay là tốt nhất cho động cơ. Còn nếu mà đi tour thì các bạn biết đó là không có thời gian mà thay nhớt nhiều mà phải đi xuyên Việt mà đúng không? Thì mình thay tầm khoảng 4.500 cho tới 5.000 cây. Đó, bạn nào mà đem theo nhớt thì mình thay sớm hơn thì càng tốt. Còn nếu như mà không thay được thì đi Fuscolin có vẫn cho mình cái cây số mà chạy được khoảng nhiêu đó, nhưng mà cảm giác nhớt mà nó càng nhiều cây số thì chạy nó sẽ giảm cái chất lượng xuống, cái môi trơn nó sẽ không còn tốt giống như lúc đầu nữa. Những cái mà mình review với các bạn á về xe các bạn, mình trải nghiệm như thế nào thì mình review như vậy. Các bạn thấy không, mình nói là cái dòng tour với lại cái máy xe đó, các bạn thấy không, nãy giờ mình chạy 30 thì rõ ràng là mình đang test như thế nào thì mình nói đúng như vậy luôn, chứ cũng không thêm bớt hay là mình đang đi xe này mình khen nó là xịn sò được các kiểu. Nói thật sự với các bạn luôn á, thì về cái cảm nhận trải nghiệm mà chạy hiện tại á, mình chưa đi tour thì mình cảm giác là nó ok đó, nhưng mà chưa biết là đi tour nó như thế nào. Thì để là đi tour mình sẽ review, có nhiều khi đi tour nó không ngon nữa thì sẽ chia sẻ với các bạn thêm. Còn hiện tại á, là mình đi vòng vòng này, đi công chuyện, đi làm nè, rồi đi Sài Gòn nè, đi kẹt xe nè, rồi quốc lộ cũng có, quốc lộ 22, rồi chạy tốc độ cao. Nhưng mà mình đánh giá là cái tốc độ cao con này chạy nó không có được xịn sò cho lắm. Ở cái tốc độ cao thì mình cảm giác là cái xe nó chưa có được cân bằng lắm ở phần đầu nè các bạn. Còn về phanh gấp cái phục ống lòng này với lại cái heo dầu 2 bít thì nó ok hay không, thì mình đã chỉnh cho cái phục nó cứng hơn một tí xíu rồi, cho nên là khi mà mình phanh gấp á, nó không có bị nhào đầu mình về phía trước. Nói chung là cảm giác nó cũng cỡ như upside down á, nhưng mà chắc chắn là không có được như vậy. Nhưng mà đi những cái con đường mà 66 á bạn thì êm lắm, nhúng êm rồi thoải mái. View clip review nhẹ nón với lại cái xe CB500F của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip nha. Cùng đón xem ngày chủ nhật tour mình đi với lại chiếc CB500F, trải nghiệm em nó trên đường tour. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay sơ cái xe cho các bạn xem nè.
Bây giờ là 6 giờ 20 rồi các bạn. Người ta nói là đêm tháng 3 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Thì trong cái tháng 3 này nếu như mà đi tour thì rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là cái ngày các bạn nó dài hơn đêm. Để các bạn thấy không, 6 giờ rồi, gần 6 rưỡi rồi mà vẫn còn sáng luôn. Đó. Xe của mình nè. Này gắn ba ga nhìn rất là đẹp ha. Cho nên là đi tour vào cái thời điểm mà tháng 3 này các bạn, chạy tới 6 giờ rưỡi luôn tối chiều mà vẫn còn sáng để cho các bạn chạy xe. Còn nếu như trong mấy cái tháng khác á, mới tầm khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ là các bạn thấy là trời tối thui rồi, không thấy đường không gì hết. Cho nên ông bà mình có nhiều câu dân gian nói cũng rất là hay, cũng rất là đúng đó chứ các bạn.